Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, chúng ta vừa có một cái bản update và cái lineup được chú ý nhất ở cái thời điểm hiện tại, cái lineup mà được rất nhiều người quan tâm, trong đấy có tôi, đấy chính là lineup Hunter. Thế nên là ngày hôm nay tôi và anh em sẽ cùng nhau chơi Hunter anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau test xem cái bộ Hunter liệu rằng nó đã comeback trở lại chưa. Đã lâu lắm rồi, cái bộ 9 Hunter gần như là không ai chơi cả. Đấy, người ta chỉ chơi 6 Hunter thôi, chứ còn 9 Hunter rất lâu rồi không ai chơi. Liệu rằng sau một cái cú update mà được cho là boop đến từ nhà phát hành trong cái update mới này, meta mới này, thì liệu rằng Hunter nó đã tự trèo ra khỏi cái khố của nó chưa? Đấy, tự bước chân ra khỏi hang chưa? Hay là nó vẫn đang ở trong hang? Đấy, hôm nay tôi sẽ test nha anh em nhá. Ok. Rồi. Đầu game này cũng chưa có Hunter đâu, nhưng mà không sao, tôi cũng mua sẵn cái con Echo ở đây rồi. Có cái gì thì chúng ta sẽ Echo. Về căn bản ấy là trận này tôi cũng thấy là tôi khả năng cao là sẽ Echo. Ở dưới là có thằng là có hai con mèo rồi anh em ạ. Ra mèo rất sớm, ra một cặp mèo luôn. Ở còn tại round 4, round 3 là đã có rồi. Round 3 mua được hai con mèo 3 tiền. Đấy, đây, hai đỏ này. Ba warrior hai đỏ. Có chơi mèo nhỉ? Hay là chơi 6 warrior trước? Tôi nghĩ là từ từ đã. Bây giờ có thể là nó sẽ form warrior sớm thì khả năng là tôi sẽ chơi warrior xong tôi đá sau vậy. Tôi đá sang hunter sau. Đây, như này đi. Nó chỉ cần nổ cho tôi một con 2 sao, ví dụ như là con Tabu Witcher này, hoặc là con Tuka lên 2 sao là tôi không phải eco, tôi đánh luôn. Đấy, còn nếu mà nó không ra thì tôi lại eco. Dao này có thắng được không? Không được. Con Agali nó búp thêm phát lửa rồi. Khó lắm. Ở châu. Đó, cầm theo cục máu nữa, rất châu. Đây này, 3 Hunter rồi này. Ok, vậy là chúng ta có 3 Hunter rồi. Thường thì tôi cũng rất ít khi tôi eco nếu mà tôi có bài đánh. Có bài kiểu Hunter này thì không cần eco đâu anh em ạ. Kiểu có Hunter rồi là giữ máu luôn rồi. Ba con Hunter vào giữ máu ổn rồi. Sẽ có trận thắng trận thua. Nhưng mà ra được ba con Hunter là ngon rồi. Minh Anh này eco này. Có không sao. Có 3 Hunter tôi xác định là tôi bắt đầu tôi đánh được rồi. Không cần thiết với Echo. Ok. Hai súng này. Tất nhiên là chúng ta sẽ không up cấp vội. Chúng ta cứ để bài như này là được rồi. Giữ máu được. Bởi vì đằng nào cũng chưa có cái con Echo anh em ạ. Còn thiếu cái con God of Light ấy. Không ra được con God of Light thì nếu mà bỏ trắng bàn thì sẽ bị mất nhiều máu lắm. Mà để như này thì nó giữ máu hơn. Biết đâu đấy lại thắng tiếp round nữa đúng không? Cái con rồng ở phía trên nó khá là tăng cơ đấy. Bây giờ nổ một cái con Tabu chơi 2 sao này. Đấy, sau đó là up cấp lên, cấp 5 luôn. Còn nếu mà chưa nổ thì cứ để ở level 4 đi. Đấy, bọn này nó to mà. Rất to luôn đấy. Giết được một con là ngon rồi. Mục tiêu là giết được một con thôi. Ok. Tabu Witcher lên được 2 sao này. Thế thì up level 5 thôi. Thậm chí là lên 6 luôn. Lên 6 luôn cũng được anh em ạ. Khỏe đó.
Rồi bây giờ đợi 6 Hunter đó. Ui cái thằng kia nó ra Phong Vũ 2 sao ạ. Vãi đái. Thế cái thằng ngay ở dưới, thằng Phạm Duy Bình ra Swordman. Swordman 2 sao, 3 con 2 sao luôn. Bài to thật sự, chưa gặp đúng không? Duy Bình Phạm mới chưa gặp. Duy Bình Phạm chưa gặp, Trung Quốc chưa gặp, Inchigo chưa gặp. Ui gặp luôn này. Phải to quá. Thôi thua. Và round này tôi nghĩ là cũng không mất nhiều máu đâu. Ok. Lọt một con rồi. Lọt một con thôi. Cố gắng giết con Tuka đi nào. Đó. Hai máu à. Vô tư. Thằng Trung Quốc chưa gặp này. Ichigo rồi đúng không? Duy Bình Phạm chưa gặp. Meta này là nhà phát hành là cũng cố gắng là cân bằng lại. Bắp cho cái bộ Hunter để cái bộ Hunter nó có người chơi. Đấy. Mặc dù là khi mà bắp ấy, tôi thấy là ở cái thời điểm hiện tại là cũng đã một ngày trôi qua rồi. Nhưng mà cũng chưa thấy ai chơi Hunter cả. À, thì tôi cũng không biết là tại sao. Đấy. Có thể là vì hôm qua anh em xem tôi đánh giải đôi chơi Hunter thấy toang quá. Thực ra tôi cũng chưa có thời gian để tập lại cái bộ này. À, nói thật với anh em là update phát là vào giải luôn, đã kịp tập gì đâu. Đấy, vào giải thì cũng nói chung là cũng đánh theo cái kiểu là cũng mới chơi thôi, chứ cũng chưa phải là luyện cái bộ này gọi là thông thạo. Lâu lắm rồi có được chơi 9 Hunter đâu. Đấy nên là cái tham minh ấy nó quan trọng lắm anh em ạ. Đánh giải thì nó lại cực kỳ là quan trọng cái phần tham minh. Nó tham minh mình không chuẩn thì là toang rồi. Ví dụ như sức mạnh đội hình ở 6 Hunter, đến cái thời điểm nào là cần phải là roll để kiếm ra 9 Hunter, đến cái thời điểm nào là phải kẹp cái gì vào ấy. Cái đấy nó quan trọng lắm. À, trong cái khoảng thời gian mà vừa mới update xong thì là giải luôn. Đấy chỉ là cứ cách có mấy tiếng thôi thì lúc đấy nói thật với anh em là cũng chưa kịp là tìm hiểu xem là cái sức mạnh đội hình nó là tầm nào. Nó đủ để có thể đánh được với những cái bộ hot meta bây giờ. Hiện tại ở trong cái championship. Đấy. Chứ còn cái bộ này là nói thật với anh em là đến lúc mà form được bài mà chuẩn ấy là không sợ gót đỏ đâu. Cái bộ đang hot ở trong championship bây giờ ấy. Chả qua là vì là mình là vẫn chưa biết tham minh thôi. Đấy nhưng mà bây giờ sau một cái quá trình tập thì là cũng tham minh là chuẩn rồi. Nên là anh em yên tâm. Theo cảm nhận của tôi thì cái bộ này ok đấy anh em ạ. Ok đấy. Còn anh em thì anh em cũng phải thử anh em mới biết được anh em ạ. Đấy và anh em thử thì tôi nghĩ là anh em cũng phải có thời gian anh em tìm hiểu. Anh em vào anh em phải tìm hiểu xem là cái cách tham minh chuẩn từng round ở trong cái bộ này thì cái bộ này mới thấy mạnh được. Chứ còn nếu mà mới vào ấy thì có thể là nó hơi yếu. Bởi vì thực ra là 6 Hunter là vẫn thế. Chỉ có khi lên 9 Hunter thì nó mạnh hơn thôi nhá. Nên là anh em cứ thử đi. Có gì thì anh em hãy để lại dưới phần comment. Đây cái thằng hai con mèo rồi. Ui dồi. Nó nhảy đau đấy. Nhưng mà có vẻ như chúng ta vẫn thắng. Ok. Đấy. Rất là ok chứ. Giữ máu tốt đấy. Gặp hai con mèo này vẫn có thể ăn được. Thậm chí là tôi có 6 Hunter rồi. Nhưng mà vấn đề là tôi chưa cho vào. Bây giờ mới cho vào. Lên 7 mới cho vào được. Tabu Witcher 2 sao thì đương nhiên là sẽ không phải để ở ngoài rồi. Để một con Tabu Witcher 2 sao ở ngoài để cho cái bộ Hunter 6 Hunter vào thì là sai lầm. Đấy, bây giờ đủ 6 Hunter rồi. Cái tầm 6 Hunter này là có thể giữ máu ổn. Giữ máu ổn đến khoảng round 20 nha anh em nhé. 21. Đến round 21 là bắt đầu cái bộ này đuối rồi. Lúc đấy là cần phải là gì? Là 9 Hunter đấy, ở round 21 đấy. Cái bộ này bây giờ là form y hệt cái bộ Warrior anh em ạ. Tức là đến 21 là cần phải lên 9. Tức là chúng ta cần phải đánh được chuỗi thắng đầu game. Hoặc là chúng ta cần phải tiết kiệm tiền khá là ok. Thì chúng ta mới có thể lên được 9 ở round 21 và có 9 Hunter. Ngoài ra cái bộ 9 Hunter này nó khó chơi hơn 9 Warrior. Do cái số lượng những cái con Hunter nó ít hơn.
cái số lượng của những cái con Hunter nó chỉ vừa đủ 9 con thôi anh em ạ. Nếu mà không có Tsunami thì nó vừa đủ 9 con anh em nhá. 9 con Hunter là bắt buộc anh em phải roll ra cả 9 con thì anh em mới có thể là form được. Còn như cái bộ Warrior thì nó có tận 13, 14 con gì đấy. Chỉ cần lấy có 9 con trong tổng số 13, 14 con đấy thôi thì nó dễ form hơn. Bộ Hunter cũng là một trong những cái bộ mà cần phải xếp bài nhiều hơn cái bộ Warrior. Bộ Warrior anh em có thể dàn hàng ngang ra. Anh em lấy giáp thép rồi anh em lấy mấy cái món chống hiệu ứng anh em dàn hàng ngang ra là được. Đấy, round này chắc chắn là lại thua rồi. Con này Warrior rất to. Chúng ta thì chỉ có cái bộ Hunter nhỏ nhỏ thôi. Chưa thể ăn được đâu. Nhỏ đây là nhỏ về cái mặt sao ấy. Nếu mà cùng sao thì chưa chắc tôi đã thua. Nhưng mà vì đây là chúng ta toàn một sao. Warrior thì dàn hàng ngang được, chứ còn cái bộ Hunter này thì chúng ta phải xếp bài linh hoạt lắm. Lúc nào thì lên bo góc trụm vào, lúc nào thì là lên tản ra, lúc nào thì tản ra như nào, hai bên hay tản theo cái đường chéo hay tản theo cái đội hình như nào đấy thì nó phụ thuộc vào đối thủ. Thậm chí có những cái lúc mà co thì lại phải xếp ngược lên để đánh với Assassin, hoặc đánh với cả những cái con co Blink chẳng hạn thì lại phải xếp ngược lên. Trong khi đấy Warrior thì nó không như thế. Warrior thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Nó chỉ cần xếp tụm vào nhau thôi là được rồi. Đấy, như cái bộ này. Ví dụ như thế này là tôi sẽ bị bắt con súng chết này. Đấy. Và chắc là chúng ta sẽ thua đâu. Thắng được không? Ây da, vẫn thắng. Hay quá. Mà trận này nói chung là nó cũng đen đen đấy anh em. Nó không ra Hunter. Trận này là cũng muốn test Hunter nhưng mà nó không ra. Súng thì một cặp mà chưa lên được 2 sao. Từ nãy giờ đợi hơi lâu rồi đấy. Cặp súng nó ra khá là sớm. Trận này có mấy thằng nó có chuỗi, xong nó lại cắt chuỗi của nhau nên là bài nó to quá anh em ạ. Thằng này ra hai con mèo sớm. Thằng thì lại ra con Swordmaster sớm. Swordman ấy. Toàn những cái thằng khỏe. Swordman sớm lại còn 6 Warrior nữa. 6 Warrior form sớm nữa. Rất trâu. Đấy, thằng thì ra con Phong Vũ 2 sao sớm. Thấy thằng nào cũng to. Nói thế thôi chứ tôi thực ra nếu mà tôi không thắng ấy, nhưng mà tôi cũng không mất quá nhiều máu đâu. 84 máu. Rồi cái số lượng máu nó khá là ổn áp ấy. Hai tia này. Ok. Up 8. Kẹp thêm hai đỏ vào cho nó mạnh. Rồi. Hết tiền thì cũng phải up 8. Cứ phải có hai đỏ vào đã anh em ạ. Kẹp hai đỏ vào thì là đương nhiên rồi, nhưng mà Tabu chơi 2 sao thì cũng không thể bỏ ở ngoài được. Cũng phải cho vào luôn nên là tôi up 8 anh em nhé. Cái này thì tôi cũng đánh nhiều nên là tôi cũng thấy là cái việc up 8 nó là hợp lý. Ở cái giai đoạn sau round 15 mình lên up 8. Kẹp được hai đỏ mà hai bit thì càng tốt. Ui thằng này to vậy đấy ạ. Thế sắp ra mèo 2 rồi này. Căng thật. Tiền nhiều cơ. Anh em thấy là sau khi up 8 là chúng ta khỏe hơn rất nhiều. Tiện đây tôi cũng xin thông báo các anh em. Có rất nhiều anh em ở trên kênh ý, quen cái giờ cũ của tôi phát hành clip là vào ban đêm. Đấy, vào ban tối. Thì bây giờ cũng xin thông báo với toàn thể các anh em ở trên kênh là ở thời điểm hiện tại ấy là tôi chuyển cái lịch phát hành vào ban ngày nha anh em nhá. Phát hành video clip vào ban ngày. Bây giờ tôi có một cái thời gian biểu mới dành cho cái công việc của tôi. Chính vì thế nên là cái thời gian phát hành của mỗi cái video game nó cũng thay đổi. Ngày trước thì phát hành vào ban đêm do tôi là sản xuất video vào buổi tối. Đấy. Còn bây giờ buổi tối thì tôi làm nhạc vào buổi tối. Thường là tôi sẽ phát hành nhạc vào ban đêm bởi vì là tôi phát hành theo cái giờ Mỹ.
Tôi phát hành trên Spotify và phát hành nhạc ở trên Apple Music. Là tôi thường là tôi phát hành theo giờ Mỹ, nên là tôi làm vào buổi tối và ban đêm tôi phát hành. Chính vì thế nên là ban đêm thì thường là bây giờ nó sẽ là dành cho âm nhạc đấy, nên là ban ngày bây giờ thì sẽ là cho cái game nha anh em nhé. Đấy, xin được thông báo cho tất cả anh em ở trên kênh lắm được cái lịch của tôi. Đấy, còn video clip hiện tại là ra rất đều, do có một cái sự phấn khởi, phấn chấn, vui vẻ khi mà kênh nó lại trở về như cái trạng thái như xưa. Đấy, rất lâu rồi cái kênh của tôi mới lại được lên đề xuất. Bây giờ cái đề xuất nó đã lên tới 10% rồi. Đấy, từ 0% mà lên 10%. Cả một năm vừa qua là không có được một cái đề xuất nào luôn. Video đề xuất là 0%. Do một cái sai lầm chết người mà tất cả anh em đều đã biết. Đấy, tôi đổi tên kênh. Đấy. Tôi xin nhắc đi nhắc lại cho các anh em mà làm kênh, anh em hãy cân nhắc thật là kỹ khi mà anh em đặt cái tên kênh. Anh em hãy cân nhắc ngay từ đầu làm sao để cho cái tên kênh ở kênh nó chuẩn ngay từ đầu. Chứ còn anh em làm kênh một thời gian rồi anh em đổi tên kênh thì anh em xác định luôn là anh em như là xây lại kênh từ đầu luôn anh em nhá. Kinh nghiệm xương máu của tôi, và tôi cũng đi hỏi rất nhiều người rồi cũng bị y hệt luôn. Đấy, anh em hãy hết sức là cân nhắc khi mà mình xác định là mình làm một cái kênh YouTube, mà mình xác định về cái chủ đề gì, tên là gì, là phải ngay từ đầu ấp ủ như nào là phải chốt luôn. Chứ còn đừng có đến lúc làm xong rồi mới đổi. Như thế cái kênh của anh em nó sẽ bị mất đề xuất như kênh của tôi. Đấy, mà kênh của tôi đúng là một năm luôn đấy anh em ạ. Tròn một năm luôn. Một năm không hề có thêm một cái đề xuất nào, 0% đề xuất cho người mới luôn. Toàn anh em cũ, các anh em ấn chuông, các anh em đăng ký kênh. Đấy, thì các anh em mới có cái đề xuất ở trên trang chủ, hay là đề xuất ở nó gọi là video tiếp theo. Chứ còn những cái người mới ấy, để mà đề xuất cho những cái người mới chơi ấy, là gần như là một năm qua là tôi không có. Đấy, nhưng mà bây giờ thì nó lại lên đề xuất rồi anh em ạ. Và cái việc lên đề xuất đấy nó khiến cho tôi nó vui vẻ hơn trong cái việc ra clip. Chứ còn cái đợt vừa rồi trước khi mà được đề xuất trở lại ấy, thì nói thật với anh em là cũng lản. Lản lắm. Lản cực kỳ luôn ấy. Ra clip mà cứ lèo tèo mấy người xem thôi. Đấy. Khiến cho mình là cũng mất đi cái cảm giác động lực để ra clip ấy. Cũng ít người comment các thứ, ít người tương tác, ít người ấn like. Đấy, chán buồn lắm chứ. Mà chả qua là tôi không nói ra thôi. Mà thực sự là nhìn vào cũng thấy chán, cũng thấy buồn. Cũng làm clip thì cũng thưa thưa ra, chứ cũng không đều như cái thời điểm hiện tại. Khi mà mình kiểu mình có cái tâm thế vui vẻ, phấn chấn thì mình làm clip chăm chỉ hơn. Đấy, mình ra đều video clip hơn. Nó cũng giống như cái việc anh em học ấy. Anh em học thì anh em ví dụ như anh em học kém chẳng hạn, anh em suốt ngày bị giáo viên hay là phụ huynh chê ấy, thì nói thật với anh em là chả có cái động lực nào học cả. Đấy, nhưng mà anh em chưa cần phải học giỏi đâu, nhưng mà anh em có cái việc là anh em được khen, anh em được bố mẹ khen hay là anh em được giáo viên khen ấy, thì nó là một cái nguồn động lực rất là lớn để cho anh em tiếp tục anh em phấn đấu, anh em học giỏi hơn. Đấy, kiểu dạng như thế. Hoặc là một khi mà anh em đã học giỏi rồi ấy, anh em toán anh em giỏi rồi ấy, thì là tự nhiên là anh em lại muốn giỏi hơn nữa, anh em sẽ tìm hiểu, anh em sẽ tìm tòi, anh em nâng cao cái trình độ của anh em lên. Trong công việc cũng thế. Khi mà anh em làm tốt, anh em được xếp thưởng. Đấy. Anh em có lương, thì lương anh em cao hơn, thì rõ ràng là anh em sẽ có động lực. Đấy, và một ngày mà anh em phấn đấu, anh em khi mà được xếp ghi nhận cái điều đấy, đấy, thì rõ ràng là anh em sẽ có động lực hơn để anh em phấn đấu hơn, để đạt được cái mức lương cao hơn. Làm cái gì làm, nhưng mà nhìn vào trong đấy nó phải có cái sự phát triển ấy, thì nó mới có hứng thú được anh em ạ. Đấy, đợt này thì lại thấy kênh phát triển được thì lại chăm chỉ, lại vui vẻ làm. Chứ còn đợt trước lại thấy không phát triển được thì lại tập trung vào cái khác. Cứ cái nào mà phát triển được thì làm thôi. Ok. Rồi, lên 9 rồi anh em ạ. Lên 9 đó.
Đủ 9 Hunter rồi. Ở 8 chỉ có Ron này, đủ 9 Hunter cái lên 9 luôn. Súng 2 cũng được. Không cần phải súng 3. Súng 2 cũng vẫn gánh được tốt. Rồi, trận này có Warrior nha anh em nhá. Trận này có 9 Warrior đấy. Cái bộ Hunter trước khi update là nó rất sợ 9 Hunter. À rất sợ 9 Warrior. Đấy, không biết là bây giờ nó còn sợ không. Tí sẽ cố gắng lấy cái mặt lại hút máu nữa. Ui gặp luôn này. 9 Warrior đây. Ui vãi đái á, nó bổ nó phát chết hết rồi. Vẫn sợ anh em ơi. Kết luận là vẫn sợ nha anh em nhá. Ok. Nhưng mà tôi còn 72 máu. Thế tsunami rồi. Nó vào nó bổ tôi một phát bay toàn bộ đội hình luôn ý. Cay thật. Nhưng mà có Tesu này thì chắc là đỡ hơn. Giảm được sát thương cho cái quả bổ đấy là có thể là chúng ta sẽ bắn được một vài con. Cái tập này chắc là vẫn bị phản chết anh em ạ. Là Warrior thì vẫn bị phản chết. Cần phải có đồ hút máu cơ. Bảy mươi hai máu. Bây giờ mặc dù là hết tiền và cũng chưa form được full 2 sao nên là chúng ta có lẽ là cũng sẽ phải roll tiếp ấy. Bao giờ mà cái bọn này nó phải tầm nó phải full 2 sao thì mới chơi được. Những cái nhà khác thì vô tư. Nhà này như là 9 xin nhưng mà chưa form được thì phải. Ở đây là có cái con Velomancer này là cũng phải mua này. Mua lên 10 cho vào này. Tại sao lại mua con này? Nó có cái khả năng trừ giáp. Khả năng trừ giáp của bọn Warrior anh em ạ. Velomancer ra một đôi luôn. Ok, tôi sẽ bỏ con thỏ đi. Con thỏ này khá yếu. Rồi. Trong trận này thì có Tsunami là chúng ta sẽ có 10 con Hunter. Đấy. Rồi, gặp Goblin. Goblin ra được cái con ca lông 2 sao vẫn bị bắn nó sấp mặt luôn, phải đi rồi. 16 máu. Ui, vẫn còn 3 máu. Ok. Tầm này có roll nữa không nhỉ? Thực ra là vẫn rất mỏng nhá, chỉ có mỗi con súng này, con rồng này và con rái cá lên được 2 sao thôi. Chứ còn đội hình này vẫn toàn 1 sao. Và nếu mà anh em đánh giá ấy, một cái đội hình mà toàn 1 sao mà nó có thể giữ máu được như này thì là quá là ok rồi anh em ạ. Ui anh em ơi, có trộm chó này. Có thằng chơi trộm chó này. Ây à. Căng nhờ. Thôi chết tôi rồi. Sơ suất quá. Cái vấn đề là đây rồi, ui rồi, tôi rèn mất cái đồ trộm chó rồi anh em ơi. Cái đồ chống trộm chó là rèn mất rồi. Nhưng mà tôi nghĩ con súng này cũng khó bắt lắm. Con súng này tôi nghĩ là nó khó có thể bắt được. Súng nó chỉ là một con 2 tiền thôi. Ok. Bây giờ là gặp cái thằng Beat đúng không? Thằng Beat chưa gặp. Beat có mấy con 3 sao rồi. Nhưng mà không biết là có đồ Kira không. Có đồ Kira thì mới sợ. Kira Blink cáo chém lan. Còn nếu không thì chúng ta cứ để ở góc này cũng được.
con cáo của nó cần phải có blink với cả chém lan cơ thì mới sợ. Còn nếu mà chúng ta để ở góc như này thì cũng chả sợ lắm. Đánh những cái nhà khác thôi anh em ạ. Nhà Goblin lên được hai con mèo 3 sao này. Nhưng mà sắp đi rồi, tôi nghĩ là sắp đi rồi. Ok, ua 6 Glacier bắn nó không nhấc cái tay lên luôn này. Bắn nó không nhấc cái tay luôn. Đi rồi. 6 Glock ạ, thề. Không phải là 6 Glacier mà là 6 Glock. Mà 6 Glock thì cũng đi rồi. Tôi nghĩ là bây giờ tích tiền lên 10 luôn anh em ạ. Co tí nữa nuôi cái con Seren lên 2 sao đi. Làm co. Súng thì từ từ đã. Kệ. Bao giờ lên 3 sao thì dồn đồ cho nó. Còn chúng ta vẫn cứ phải lên 10 kẹp cái con Venom này vào. Không thì gặp cái thằng Warrior tôi nghĩ là sẽ full bàn luôn đấy. Bây giờ hiện tại không có hút máu đâu. Bây giờ chỉ có trừ giáp nó càng nhanh càng tốt thôi. Trừ giáp của nó càng nhanh càng tốt. Trừ giáp nhiều kết liễu nhanh. Bây giờ chỉ gặp cái nhà 9 Warrior thì mất nhiều máu thôi anh em ạ. Những cái nhà khác thì vô tư. Đây nhà Beat này. Beat kẹp cá. Đấy cáo này. Cáo nhảy vào. Nhưng mà ui bị đẩy ra kìa. Không, lăn xong rồi bị đẩy ra chết ạ. Có lăn được phát nào đâu. Chết luôn. Ui giời. Ui còn một máu ạ. Cắt chuối. Anh em thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Cứ đứng ở trong góc này thôi. Kệ cáo. Cáo bờ linh vào. Xong rồi lăn xong rồi bị bắn trúng. Đẩy ra ngoài luôn. Thế không lăn được nữa. Anh em thấy lợi hại không? Quá lợi hại. Hunter bây giờ không sợ cáo đâu. Cứ bò ở góc anh em nhá. Chỉ khi nào mà anh em gặp mết ấy, anh em gặp già mết rồi 5 dòng 9 mết, anh em mới phải tách đội hình ra thôi. Cứ để góc như này là khỏe nhất rồi. Vừa chống được Warrior luôn. Đấy cứ để góc này. Để góc này vừa chống được Warrior, vừa chống Assassin luôn. Có Assassin có Warrior đỡ ngán. Chỉ gặp mết thì hơi sợ thôi. Còn mấy cái nhà khác thì không sao. Mết thì phải tản ra. Đấy còn gặp Warrior hay là gặp kể cả là gặp Beat. Gặp Beat cũng bo góc à nha anh em nhá, cũng lên là bo góc à. Chín phe giờ thì nó lại quá là vô tư luôn. Thôi đi rồi. Chắc chắn là đi. 9 phe giờ mà gặp 9 Hunter đỡ làm sao được. Lại có chuỗi này anh em này. Có trống trộm chó ấy rồi. Mày quá có nhà chết nó rơi sang cái trống trộm chó thôi. Giờ có khi là đổi một món đồ cam đi. Ok. Rồi đây. Chắc chắn nó sẽ là cái món này nha anh em nhé. Chắc chắn đấy. Món này rất quan trọng luôn. Để đánh với Warrior nó phải có món này. Rồi. Thằng Assassin này. Đây con cáo Blink vào đây. Lăn kìa. Ui nó chọc rồi. Ơ nó lại không chọc được. Anh em thấy chưa? Nó chỉ cần chạm nhẹ vào con cáo, đẩy con cáo ra thôi là con cáo nó không chọc được luôn. Đấy, quả vừa rồi là nó là như thế đấy anh em ạ. Ok, nó vẫn thua. Assassin nó mạnh rồi. Assassin kẹp cọc à. Assassin kẹp với 4 cọc. Nhưng mà tôi nghĩ thằng Assassin nó cũng sẽ không sống thọ được với cái thằng Ichigo kia đâu. Ichigo kia bây giờ nó lên 9 Warrior thì Assassin làm gì có cửa. Assassin này không Kira thì không có cửa đâu. Sắp đi rồi, thằng Khoa còn có 8 máu thì gặp Warrior đi đó.
Tôi thì bây giờ tôi lên được level 10 rồi. Lên được level 10 thì tôi gặp cái thằng trộm chó, tôi nghĩ là tôi cũng không mất quá nhiều máu đâu. Mà cái thằng Khoa gặp thằng trộm chó thì cũng đi thôi anh em ạ. Làm sao mà nó đỡ được, trừ khi là nó có cái chống trộm chó để mà nó có thể là chơi được, nhưng mà nó không có. Đấy, cái vấn đề là thế, đồ nó không có chống trộm chó. Xong à, gặp phát đi luôn ấy. Nó cướp con cáo, cái con cáo lăn trọt phát là chết mà. Giáp xoay à? Thực ra đánh với Warrior lấy cái giáp xoay cũng ngon anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi không bỏ cái giáp xoay đâu. Cho con súng máu nhiều nhiều tí, bắn cho nó đỡ bị phản anh em ạ. Cầm cái giáp xoay cộng thêm bao nhiêu máu vào người đó. Nó súng 1k8 máu. Ok. Round này khả năng là sẽ gặp 9 Warrior là cao. Nên là chúng ta sẽ up 10 luôn nha anh em nhá. Up 10 luôn. Vào phát là cái con Velomancer nó sẽ trừ giáp. Khả năng trừ giáp của Velomancer sẽ giúp cho chúng ta đỡ bị phản nhiều. Con súng nó có khả năng hồi máu thì nó sẽ rỉa bớt như con mà thấp máu đi. Tôi nghĩ là cùng lắm là lọt một con, nếu mà chúng ta form được cái đội hình như thế này. Cùng lắm là lọt một con Lancer. Ok. Được chưa? Được chưa? Đấy, cứ thả cái bãi trừ giáp ra là ngon rồi. Ui, có súng solo này anh em này. Rồi. Tôi không có MOM nhá. Có một cái MOM không bao giờ thằng này chặn vào một người tôi luôn. Ơ kìa, sao đứng im kìa. Có MOM thằng này không bao giờ chặn vào người luôn. Chả qua là mất cái thời gian mà bắn trưởng thôi. Nó vẫn bị khựng lại do chúng ta mất thời gian vào cái việc là tụ trưởng. Con này bắn trưởng mất thời gian quá. Chứ còn nếu mà bắn liên tục thì chắc là thằng này nó chả chặn vào người của tôi rồi đâu. Đấy, với 9 Warrior Lancer 1 là vẫn chơi được. Đấy, cái thằng Assassin thì đi rồi. Đúng như tôi dự đoán luôn. Gặp trộm chó thì đi chắc. Đấy, thằng trộm chó không biết có ăn nổi cái thằng Warrior không. Warrior mà Lancer 2 sao thì chắc là không ăn được. Còn Lancer 1 sao tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được đó. Cái bọn trộm chó này gặp Warrior thì hơi đuối. Warrior, bọn Warrior nó phản kinh lắm. Không có đam để kết liễu bọn Warrior. Mấy cái con tướng Warrior bị cướp nó cũng được hưởng cái hiệu ứng Warrior ấy. Nên là nó đánh nó rất trâu. Đây rồi, kiếm ma. Rồi, bắt à? À, bắt nhện à? Căng nhờ. Ok. Súng vẫn sống được rồi. Ủa đấy. Ê à. Nào. Chưa, thằng kiếm ma nó ăn hết được cả hai à? Căng nhỉ. Căng phết. Trộm chó. Trộm chó chắc phải lên súng 3 mới ăn được. Với cả tôi nghĩ là cũng phải tách cái đội hình ra nữa. Tách đội hình ra. Chứ để tụm này vào gặp trộm chó toàn. Mà bây giờ chúng ta gặp Warrior thì vẫn tụm vào. Mà tôi không hiểu là cái con Lancer 2 sao ấy. Thì cái bọn trộm chó nó giết kiểu gì. Thật đấy, nó chỉ ăn được 1 sao thôi anh em ạ. Lên 2 sao đi, em có ăn nổi không? Đây là lên 2 sao rồi này. Ra ra cả chúa quỷ đó. Nhưng mà anh em ơi, anh em có để ý không? Cái bộ 9 Hunter ấy, bây giờ nó gặp Warrior nó cũng không bị đẩy nhiều lắm.
Anh em nhìn này. Ui, cầm đánh nhá. Hỏng rồi. Ui, cầm đánh muốn chết ạ. 14 máu. Súng còn thiếu 3 con. Thằng kiếm 3 mất chuỗi rồi kìa. 2 con nữa thôi. Ui, 1 con nữa. Cá lông của Léo. Thực ra con cá lông này có phải lấy đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì tí nữa là khả năng là chúng ta sẽ phải chuyển sang Greater. Anh em ạ, để đánh với cả trụng chó. Chuyển sang Greater thì phải có cái con cho vào đúng không? Thì là cái con cá lông này. Sẽ lấy 2 con Hunter thôi. Này, toàn cướp một con nhện nhá. Ua căng á, đau này mất nhiều máu rồi này. Gọi ra cả cái Tsunami luôn ạ. Ui đau này đẩy nhiều máu luôn ấy. Thằng kiếm ma đi luôn rồi kìa. Thế thì đơn giản quá rồi. Chúng ta không phải chuyển bài nữa. Ui dồi ui, liềm vui nhân đôi. Rồi súng lên được 3 dao luôn. Quá hợp lý. Thế là cân kèo đấy. Phải lên được 3 sao thì mới cân được. Súng 3 đánh với cả Lancer 2. Để xem là có đánh được không nhá anh em nhá. Tôi sẽ đổi một cái món đồ cam nữa. Chúng ta đợi cái round này. Thiếu một món. Đợt đau này có thể là tôi sẽ vứt cái búa xét đi, thay búa xét bằng một cái món đồ khác. Trong lúc đấy tôi sẽ chuyển sang cái bộ Witcher anh em nhé. Tầm này là 9 Hunter nó sẽ không mạnh bằng Witcher đâu. Đánh với cả Warrior mà. Bây giờ Medusa mới lên được 2 sao anh em ạ. Vãi đái thật sự. Búa bình minh à. Đây. Đó. Bất diệt. Bất diệt thôi anh em ạ. Ok. Ô cái gì kìa. Có clip test Hunter với Warrior à? À đúng rồi. Clip test đây. Chuẩn rồi đấy. Con súng của tôi là bị cấm đánh anh em ạ, cay nhờ. Cấm đánh lâu đấy. Rồi solo. Quả solo kèo này là có vẻ cân đấy. Có vẻ cân kèo đấy. Bạn ơi, bạn bật bất diệt rồi thì bạn xác định. Ui, cân đấy nhở. Cân kèo đấy nhở. Chưa biết nó là thằng nào này. Cân kèo thật sự. Ây da, tôi cũng bật bất diệt rồi. Ăn rồi. Khi mà mình bật khi mà mình bật bất diệt lên thì nó không đánh được thì nó sẽ không hút máu được. Cần thật sự luôn anh em ạ. Cần đấy. Cái chúng ta cần nó chính là cái bộ Witcher. Giờ chúng ta cần cái bộ Witcher vào đây. 4 Witcher, 6 Warrior đúng không? Bắn cháy máy luôn.
Một mình có súng solo con này luôn này. Solo được không? Ok bạn ơi. Rồi thua hả? Rao này mà bị bất diệt lên thì có nghĩa là sẽ thua. cái trận đấu này tôi không có cái MM ấy. Nên là cái con súng này đấy nó bị khựng lại do là nó phải tụ trưởng nó bắn anh em ạ. Thua rồi. Hỏng rồi. Không gian là Witcher hả? Chứ round này có round cuối nhỉ? Cho sống sót được 2 round nữa không? Cho sống sót được 2 round nữa không? Cố nào. Được không? Hỏng rồi. À. Chứ nó cứ công đánh tôi này. Cay thật. Nó hơn tôi ở cái công đánh anh em ạ. Rồi. Có vẻ như là round này là solo được đấy. Bất diệt chưa bật thì có thể là ăn được. Đẩy nó ra. Đúng rồi. Sống rồi ra 40 này thì ăn nhá. Cố lên nào. Chết rồi, bật bất diệt rồi. Hòa. May quá. Ui, cố nhây một round nữa thôi. 39 rồi. Cố lên. Một round nữa. Thiếu 2 Witcher nữa anh em ạ. Đủ bộ pha cho vào luôn. Cứ ra đủ tôi bán hết thì tôi cho vào. Mà phải sống sót được sau round này cơ. Cố lên. Đừng có chết nhá. Được không? Ui. Hỏng rồi. Được không? Chưa bật bất diệt. 30 giây thôi, cố lên nào. Ui. Crit đau đấy. Nó bật bất diệt rồi. Ui nhưng mà tôi cũng bật rồi này. Ui chết rồi, làm sao bây giờ? 13 giây nữa thôi, 13 giây nữa thôi, cố lên. 10 giây, 9, 8, ôi! Không được anh em ạ. Ba máu đi luôn. Sống sót đến round 41 thì có khả năng là lật kèo rồi. Chán đời thật sự. Rồi ok anh em nhá, vậy là hôm nay anh em đã có cái nhìn trực quan nhất về cái bộ Hunter. Thậm chí là trận này là chúng ta còn solo với cả một cái bộ counter và giai đoạn solo late game. Đấy, và đánh vẫn là cân kèo. Chứng tỏ là cái bộ này là ok đấy anh em ạ. Đấy, không biết là anh em thấy thế nào. Anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với cái bộ phim Kẻ Ngáng Đường Vĩ Đại. Một trong những cái bộ phim tình cảm hài hước, lãng mạn, cực kỳ sâu sắc và hấp dẫn. Anh em chưa xem anh em xem đi nhá. Hay lắm anh em tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ God Canon nó vặt lông, còn Sword Master xoay nó như thế nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.